Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Động. Mình là Trung và như anh em có biết thì chiếc Nokia 7 Plus ở đây sở hữu hai camera, một camera 13 megapixel và một camera 12 megapixel nhằm trang bị cho chiếc máy này khả năng chụp ảnh xóa phông tương tự như các smartphone hiện nay. Ngoài ra thì ống kính của chiếc Nokia 7 Plus này còn được dây chứng nhận. Lý thuyết là như vậy nhưng thực tế camera của chiếc Nokia 7 Plus này chụp ảnh có đẹp hay không? Các bạn hãy cùng mình kiểm chứng qua bài đánh giá camera của chiếc Nokia 7 Plus này nhé. Một phần không thể thiếu trong phần đánh giá camera đó là về giao diện chụp. Đây là giao diện chụp ảnh mặc định của chiếc Nokia 7 Plus. Ở đây thì các bạn sẽ có một cái nút chụp ảnh ở đây, một nút để zoom 2x, một nút quay phim. Và ở đây sẽ có các chế độ của chúng ta như là chế độ làm đẹp nè, chế độ chụp ảnh dual size nè, đó, hẹn giờ nè, HDR nè. Các bạn có thể bật tắt HDR ngay ở ngoài cái giao diện camera luôn. Bật tắt đèn flash nè, đổi camera trước sau nè. Vào sâu bên trong thì các bạn sẽ có các chế độ như là chụp ảnh toàn cảnh nè, ảnh vĩnh tay nè, ảnh bokeh nè và các setting. Vào phần cài đặt thì các bạn có các tính năng như là điều khiển chụp nè, nhấn giữ để chụp một loạt ảnh nè, âm thanh khi chụp ảnh nè, nguyên tắc 1/3, thủy ấn nè, phản chiếu cho máy ảnh trước, thẻ địa lý. Thì mấy tính năng này rất là quen thuộc rồi, quan trọng nhất là độ phân giải. Độ phân giải máy ảnh mặt sau thì cao nhất các bạn có thể chỉnh lên đến 12 megapixel. Và chỉnh full màn hình thì các bạn sẽ có cái độ phân giải là 8 megapixel. Và phần chỉnh tay thì các bạn có thể thấy cái giao diện thì khá là quen thuộc trên các chiếc máy Lumia, nhưng mà đã được tùy biến một chút. Ở đây thì các bạn có thể chỉnh qua ba lăng nè, cho phần trắng nè, chế độ lấy nét nè, cận cảnh nè, hoặc là xa nè, ISO. ISO thì cao nhất thì ở đây chúng ta sẽ có là 3200 ISO. Tốc độ màn chập, đây là cái tính năng mà nhiều bạn rất là yêu thích, có thể lên được 4 giây. Bộ đôi camera của Nokia 7 Plus bao gồm một chiếc góc rộng và một chiếc zoom quang 2x khẩu độ f1.75. Trong điều kiện ban ngày, chụp ảnh bằng Nokia 7 Plus rất là sướng. Các bạn chẳng cần phải làm gì nhiều, chỉ cần đưa lên và chụp. Nokia 7 Plus có độ bắt nét và xử lý ảnh khá là nhanh. Độ trễ được giảm khá nhiều so với thế hệ trước. Giao diện cũng đơn giản và đỡ rườm rà hơn với những chi tiết không cần thiết. Khả năng tái tạo màu sắc rất là chân thực, phản ánh đúng màu sắc thực tế. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp thì ảnh có xu hướng nóng hơn, khiến ảnh nịnh mắt hơn và cũng bị ám vàng nhẹ. Mình sẽ zoom 100% toàn bộ bức ảnh ở đây để các bạn xem độ nét của ống kính dây trên Nokia 7 Plus nhé. Đây là những bức ảnh mình chụp được khi đang lông nhông trên con xe. Các bạn có thể thấy mặc dù trời hơi âm u nhưng vẫn không bị ao nét, thậm chí là vừa chạy xe vừa có thể chụp xóa phông luôn. Với chế độ HDR Auto hoạt động có hiệu quả và mang lại một bức ảnh cân đối hài hòa thì mình ít khi phải sử dụng đến tính năng bật tắt HDR làm gì. Nhưng để các bạn nhận thấy sự khác biệt thì mời các bạn xem ảnh sau đây. Phải nói sao nhỉ, Nokia 7 Plus là chiếc smartphone đầu tiên của Nokia hỗ trợ chụp ảnh xóa phông bằng hai camera. Cảm nhận ban đầu của mình là hơi khó chụp nếu so với smartphone mình đã sử dụng trước đây. Mình thường soi phần rìa ảnh chụp xóa phông để kiểm tra xem ảnh có bị lỗi không. Nokia đã khá khôn khéo khi làm mờ phần rìa để giấu các chi tiết khó xử lý như là tóc hay là quần áo hoặc là rìa lá. Nokia 7 Plus sở hữu camera khẩu độ lớn f1.75 nên chụp ảnh thiếu sáng khá là sướng. Ảnh thường có xu hướng đẩy sáng cao hơn bên ngoài nhưng ít bị noise và bệt. Mình sẽ có một video trải nghiệm chuyên sâu hơn về chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp trên Nokia 7 Plus. Nếu được mình sẽ mượn một chiếc Lumia để so sánh cho các bạn cùng xem. Có thể là 950, 1520 hay thậm chí là huyền thoại 1020 41 MP chẳng hạn. Với chế độ Multi, đây là chế độ độc quyền trên Nokia 7 Plus vừa được thừa hưởng từ Nokia 8. Với tính năng này, các bạn có thể chụp ảnh cùng lúc hai camera trước sau và livestream trực tiếp trên mạng xã hội. Nhìn chung thì chiếc Nokia 7 Plus này trang bị một phần cứng camera tốt, tuy nhiên phần mềm theo mình vẫn còn hơi phức tạp và xài chưa được đã cho lắm. Còn các bạn nhận xét như thế nào về chiếc Nokia 7 Plus này? Hãy cùng để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video này nhé. Nhớ đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Thế Động nha. Bye bye.